6 phòng khách sạn ma quái ở Mỹ có quá khứ vô cùng đen tối. Bạn đã từng nghe đâu đó câu chuyện về những ngôi trường bị ma ám ở Nhật, hay là những tòa nhà hàng trăm năm không ai dám ở? Những câu chuyện kỳ bí thì vẫn còn nguyên ở đó. Thế nhưng bên cạnh vẫn còn không ít những nơi bạn chẳng thể nào ngờ tới, lại là nơi khởi nguồn những xôn xao về thế lực tâm linh vô hình. Đó thì chính là khách sạn, cái nơi vốn dĩ là điểm nghỉ ngơi quen thuộc khi đi du lịch, hoặc là trong những trường hợp bất khả kháng, luôn là lựa chọn hàng đầu. Trên thế giới lại có không ít những câu chuyện đen tối về một vài phòng khách sạn. Hãy cùng ta cả khám phá. Ở vị trí thứ 6 thì đó chính là phòng 1046, khách sạn President. Khi mà Roland Theohan đến khách sạn President ở thành phố Kansas vào tháng 1 năm 1935, đó là sự khởi đầu của bí ẩn mà ngày nay vẫn chưa hề được giải đáp. Vụ án phòng 1046 nổi tiếng đến mức nếu mà có việc đi ngang qua Kansas mà muốn nghỉ lại ở khách sạn President. Những thông tin đầu tiên xuất hiện về địa điểm này sẽ là cái chết bí ẩn của Roland Theohan suốt 83 năm qua. Chuyện là vào ngày 2 tháng 1 năm 1935, một người đàn ông bước vào sảnh chính khách sạn President và bước thẳng tới quầy lễ tân để đăng ký phòng. Người đàn ông ghi danh là Roland Theohan với địa chỉ gốc ở Los Angeles. Đồng thời, nhân viên lễ tân mới gặp đã kịp khắc sâu vào ấn tượng của mình ngoại hình của người này, với tai vảnh lên, tóc nâu và có một vết sẹo dài trên đầu. Roland check-in vào khách sạn mà chẳng có hành lý gì cả, ngoại trừ một cái lược, một bàn chải và một tuýp que đánh răng. Căn phòng Owen nhận được là phòng 1046. Theo như lời kể của nữ phục vụ phòng Mary Soptic, vào trưa ngày 3 tháng 1, cô gõ cửa phòng của Owen để vào dọn dẹp, nhưng mà cửa phòng lại khóa từ bên trong. Khách ra mở cửa, Soptic thấy căn phòng được kéo kín rèm, chỉ bật duy nhất cái đèn bàn nhỏ có ánh sáng mờ mờ. Owen nói rằng anh đang đợi một người bạn đến thăm, nên nhờ Soptic khi dọn dẹp xong không khóa cửa lại. Sau đó, người đàn ông này rời đi. Vào ngày hôm sau, khoảng 10:30, Soptic quay lại dọn dẹp và thấy cửa phòng của Owen được khóa từ bên ngoài. Mở cửa ra, nữ nhân viên bất ngờ khi thấy vị khách đang ngồi trong bóng tối trên chiếc ghế ở góc phòng. Khi mà rời đi, Soptic tin rằng có ai đó đã nhốt vị khách ở trong chính phòng của mình. Buổi sáng của 2 ngày sau đó, nhân viên khuân vác hành lý nhận được yêu cầu từ lễ tân. Điện thoại của phòng 1046 gọi liên tục trong 10 phút mà không ai nói gì cả, nên đề nghị anh lên kiểm tra. Đến nơi, cửa vẫn khóa bên trong và anh yêu cầu khách cúp máy. Tuy nhiên là bên trong thì không có tiếng trả lời. Nhân viên khuân vác hành lý đành dùng chìa khóa để mở cửa. Tại đây anh thấy Owen nằm khỏa thân và ngủ. Anh chủ động đến bên điện thoại và cúp máy giúp khách. Một tiếng sau đó, tổng đài lại gọi báo với anh về sự cố lặp lại ở phòng 1046. Lần này khi mở cửa ra, anh chứng kiến một cảnh tượng đầy hãi hùng. Owen đang ngồi trong góc phòng, gục đầu trên tay với nhiều vết thương ở trên người. Khăn trải giường, khăn tắm và các bức tường đều có vết máu. Cảnh sát được gọi đến và đưa Owen đến thẳng bệnh viện. Các bác sĩ cho biết anh này bị tra tấn dã man trước khi chết. Họ tin rằng là các vết thương có từ trước lần ghé thăm đầu tiên của người khuân vác hành lý. Có thể là Owen đã gọi điện cầu cứu nhưng mà lại bất thành. Đến nay lời giải đáp về cái chết của vị khách kỳ lạ ở trong khách sạn President và kẻ sát nhân năm nào vẫn còn là một ẩn số bí ẩn. Ngày nay 1046 là căn phòng nổi tiếng và được nhiều khách thuê biết đến nhất tại đây. Những sự cố ma quái trong căn phòng 1046 vẫn được người ta báo cáo lại thường xuyên, đầy ghê rợn và cũng rất là khó tin. 5. Phòng 302, Hotel Del Coronado. Vào dịp lễ tạ ơn năm 1892, Lothier Bernard đến khách sạn Hotel Del Coronado, San Diego và nhận phòng 302. Trong vài ngày tiếp theo, cô đi lang thang trên hành lang của khách sạn để hỏi xem là anh trai của mình đã đến hay chưa. Thế rồi cô được tìm thấy đã chết trên cầu thang dẫn đến bãi biển, bị bắn vào đầu và vẫn đang cầm súng. Tên thật của cô là Kate Morgan và cảnh sát tin rằng anh trai của cô là người chồng ghẻ lạnh cô hoặc một người tình mà cô vẫn đang chờ đợi. Khách thì bắt đầu phàn nàn về hoạt động kỳ lạ trong phòng 302 như đèn nhấp nháy, gió lạnh và những cái tiếng bước chân bí ẩn. Tin tức truyền đi ở khách sạn trở thành thánh địa cho các nhà điều tra huyền bí. Đến tận năm 1992, nhà tâm lý học Christopher Chacon đã nghiên cứu khách sạn bằng cách sử dụng thiết bị chuyên dụng và phát hiện ra tận 37 điểm bất thường trong một căn phòng. Nghiên cứu của Chacon đã truyền cảm hứng cho câu chuyện của nhà văn kinh dị huyền thoại Stephen King về một căn phòng khách sạn bị ma ám và được chuyển thể thành bộ phim 1408. Phòng 302 vẫn là phòng được yêu cầu nhiều nhất tại khách sạn này.
mặc dù số cửa đã được thay đổi thành 3312. Khách thì vẫn báo cáo những sự hiện diện kỳ lạ của bóng ma cũ nơi đây. Bốn, căn hộ áp mái ở khách sạn Dubon Circle. Mikhail Lesen là cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã làm việc với Điện Kremlin để điều hành các đài truyền hình do nhà nước kiểm soát. Mikhail chuyển đến Mỹ vào năm 2014. Ông đã ở một khách sạn tại Washington DC vài tuần, uống rượu một mình trong phòng trước khi bắt taxi đến khách sạn Dubon Circle. Ông trả $1,200 tiền mặt cho một đêm trong căn hộ áp mái ở tầng 9 và thực hiện một số chuyến đi chơi trước khi trở về với những túi hàng hóa chất đầy. Thế rồi, vào ngày 5 tháng 11 năm 2015, một cuộc kiểm tra tại căn phòng cho thấy Mikhail đã chết, gục mặt xuống sàn, xung quanh thì là những chai rượu rỗng và cả những tờ đô la. Nguyên nhân chính thức của cái chết là do chấn thương đầu, cổ và thân mình do bị ngã khi say rượu và rồi vụ án được khép lại. Tuy nhiên, các nhân viên nhận thấy rằng từ khoảng 10 giờ, các cảnh quay từ camera an ninh bên ngoài phòng của ông đã hoàn toàn biến mất. Đến nay thì vụ án được mở lại nhưng mà vẫn đang chìm vào trong bế tắc. 3 thì đó chính là câu chuyện về phòng nghỉ ma ám. Một căn phòng tại khách sạn ở Tennessee, Mỹ từng chứa đựng câu chuyện quá khứ đầy rùng rợn đã lần đầu tiên mở cửa trở lại đón khách sau khi được cải tạo với chi phí khoảng 24,5 triệu đô. Đó là phòng nghỉ số 311, khách sạn Chattanooga, bang Tennessee. Còn được gọi là phòng của Annalisa Natalie, tên của người phụ nữ được cho là đã ám tại nơi đây. Nhiều lời đồn đoán cho biết đây là nơi diễn ra vụ thảm sát huyền thoại vào những năm 1920. Theo đó thì Annalisa đã bị ám sát trong bồn tắm bởi người tình cũ của mình. Một số nguồn tin thì lại cho rằng người phụ nữ này đã tự tử trong cơn thịnh nộ vì ghen tuông. Câu chuyện khác thì lại cho rằng cô bị giết hại. Căn phòng thì cũng là chốn trú ngụ của Al Capone, trùm mafia khét tiếng nước Mỹ, trên đường tới phiên tòa trốn thuế liên bang. Tổng giám đốc khách sạn Ken McHale nói trong một tuyên bố với Forbes: sau khi tìm hiểu tất cả thông tin gây ám ảnh như là ánh sáng nhấp nháy, tiếng ồn bí ẩn, nước chảy trong phòng tắm về cái căn phòng này, chúng tôi biết điều tốt nhất cần làm là khôi phục lại nguyên bản. Điều mà khiến Annalisa Natalie cảm thấy thoải mái không đến từ tiện nghi sang trọng hay là đầy hiện đại. Lời đồn đoán cho rằng Annalisa Natalie, cô gái đã ám ảnh căn phòng, không thích đàn ông và những người hút thuốc. Các vị khách trước đây từng lưu trú tại phòng nói rằng họ cảm giác như đang bị theo dõi và nghe thấy những tiếng động lớn suốt cả đêm. 2. Khách sạn không tiếp người dưới 16 tuổi. Để nghỉ lại qua đêm ở khách sạn Stanley tại Mỹ, khách thuê phòng cần đủ 16 tuổi trở lên và buộc phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm. Khách sạn Stanley nằm trong thị trấn Namanok, yên ắng ở New York, Mỹ. Nơi đây cũng từng chào đón những vị khách nổi tiếng như là Thomas Edison và Eleanor Roosevelt trước khi bi kịch xảy đến. Chủ khách sạn là Patrick sinh hạ được 3 đứa trẻ. Tất cả đều qua đời trước khi tròn 1 tuổi. Và vào năm 1911, thợ cắt tóc của khách sạn đã để mất đứa con gái nhỏ khi một cô bé lang thang tới một trang trại gần đó và rồi ngã xuống giếng. Vài năm sau đó thì Esther, chị gái của Patrick, chết trong khách sạn vì bị cúm. Người chủ hiện tại khẳng định linh hồn của nhiều người khác vẫn còn lằng vảng trong khách sạn. Website của khách sạn này còn giới thiệu một số người chết do tai nạn, người mất tích và những tin đồn về vụ giết người tại đây trong suốt những năm vừa qua. Nhiều hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà được kể ra, gồm những điểm nóng và lạnh, ghế tự lắc lư, đồng hồ đánh chuông sai giờ, đồ vật bị dịch chuyển hay là tiếng bước chân, tiếng huýt sáo của ông Stanley. Trẻ con thì cười khúc khích, cảm giác có người vô hình nào đó chạm vào hay là đi theo khách. Một trong những phần bị cho là ma ám của khách sạn là căn phòng chứa bí mật mang tên Bolero, nhà thổ, ở dưới tầng hầm. Nơi đây để bán rượu lậu ở thời cấm. Bạn có thể xem bằng chứng về những câu chuyện ma ám trên website của khách sạn. Nhiều cuộc săn ma nghiệp dư được thực hiện tại đây. Tới nay chưa có nhà khoa học nào xác nhận hoặc là chứng minh thực hư của những câu chuyện về các hiện tượng kỳ bí nói trên. 3. Vị trí đầu tiên trong video này thì đó chính là phòng số 5 ở Lake Cranot Inc. Lyle Strivick nhận phòng số 5 tại Lake Cranot Inc, Washington vào thứ 6 ngày 14 tháng 9 năm 2001. Người thanh niên không có hành lý và cho biết địa chỉ nhà của mình là ở Meridian, Idaho. Strivick được phát hiện đang lang thang dọc theo đường cao tốc
và một người giúp việc nhận thấy tài sản duy nhất của anh ta là một chiếc bàn chải đánh răng và một cây bút. Vào sáng ngày thứ hai, anh được tìm thấy đã chết bên trong tủ quần áo của nhà nghỉ với một chiếc thắt lưng quanh cổ của mình. Vị khách bí ẩn đã tự sát, để lại $160 bên trong, ghi chú nội dung, cho dọn phòng. Một ghi chú nhầu nát khác chỉ đơn giản viết, tự tử. Cảnh sát phát hiện ra cái tên Lyle Stavik là một nhân vật trong tiểu thuyết của George Carol Oates. Nhân vật tiểu thuyết này đã cố gắng tự tử bằng cách treo cổ mình. Người đàn ông đã chết sử dụng cái tên làm bí danh và địa chỉ anh ta đưa ra ở Idaho cũng là một khách sạn. Không có báo cáo nào về người mất tích phù hợp với mô tả của anh ta và không có thêm manh mối nào nữa. Lyle Stavik đơn giản chỉ trở thành một Roland T. Owen khác ở trong danh sách những thi thể không thể nào xác định. Vào năm 2006, chứng kiến sự gia tăng phổ biến qua phòng trò chuyện trực tuyến và sự quan tâm nổi lên đối với tội phạm thực sự. Bức ảnh Stavik từ danh sách những người mất tích đã thu hút sự chú ý của một tay máy nghiệp dư, người đã thành lập cả một cộng đồng Reddit để chuyên tìm kiếm anh ta. Nhiều người suy đoán rằng cái chết của anh xảy ra ngay sau ngày 11 tháng 9. Anh ta có thể đã tham gia vào các vụ tấn công khủng bố. Rất là thú vị đúng không nào? Đến đây thì video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe Target Channel ngay lập tức để không bỏ lỡ những cái điều thú vị tiếp theo. Chân thành cảm ơn anh em.